Chúa xứ dùng miền Tây An Giang châu đốc đất Việt Nam linh hiển bà Chúa xứ đầu đối trời bao năm mà qua chừng đạp đất ta đi đã nhiều chinh chiến hàng ngày giáp không lìa khỏi mặt giáp trận ra mà quyết liệt tử sinh trong tay bà năm ngàn binh mà chư thiên chư binh chư tướng chư vị thiên thần binh gia mẹ ngàn đời ở đất Nam Việt đây ở nơi miền Ấn Độ ta là thần Si Pha quỷ diệt sang Nam thành quá thân bà châu đốc ngư tình An Giang xứ huyện châu đốc thành cổ miếu quai linh ngàn năm ta ở thân ta bằng đá xa thạch mình ta bự to lớn dần ngàn năm thiếu cổ mặt hướng vô không ngó đường để con lâm già ta phải xây vô lưng đưa ra ngoài cửa kiên bà sợ quái danh bà ai dám lộng hành với nguyên nhung lộng hành thì tức ôi máu trào đầm tân đã lâu rồi trị thế an bang ban nhà cao cửa rộng ban dinh thự xe hơi nhà lầu ban đất điền ban tài sản chức quan ban chúng dân được hưởng sống hồng ân bà thánh mẫu ban trai gái từ nam ra bắc từ trung nam hội hiệp ba miền danh tiếng bà còn bay xa ngoại quốc lân bang tất cả người xa phương mà tha hương về lại bà xin lập ngoại kiều đi dù là vẫn lâu Việt Nam ở nhưng nhớ quê hương lập dinh bà tại xứ nước ngoài ôi ta đây thân chinh đi các nước ở dài dài một đêm ta rài ngủ bao nhiêu nơi bao nhiêu chỗ hàng kìa danh thánh thần tiên mẫu ta đây nguyện dung bệnh trị ngàn năm sang hàng mẹ mừng các con bà mừng trai gái đồng đạo linh nhi hổ hãng ngàn phải thiệt là giống rồng tiên phải thiệt là căn tiên của Phật lưu truyền mẹ mừng cho trẻ bước vô áo tu khoác mặt sáng trương phô đạo hiền đạo còn hay mất do tay các con đạo vốn ở lòng các con tâm tinh hiệp đạo mất rồi là bởi con người các con hướng ngoại mà bỏ tu mỗi dịp đời để mẹ sắp xếp cho con còn biết đạo thì còn cầm chén cơm hộp ngọc ăn ngày ba bữa còn biết đạo thì tránh lần tên muối đạn còn biết tu đi đạo mẹ cho tất đất qua vàng cho lộc các con sinh nhai sống ở bình an ôi trời Phật thánh tiên đâu phải chỉ một ngày hay dăm ba bữa mà thần quái hiển lòng ngàn đời như danh mẹ nguyện dung đức tiên biên thuyền mẹ mừng các con đầu còn đổi lúc hoa sen cánh hoa sen mà trên đầu mắt các con còn hứa
về để lại Phật hầu đàn bái Phật tiên ngàn. Mình mặc giáp long bào châu đốc ngày đêm thai áo đầu tối máu, mình quay nghi là bà chú sư trần trễ khắp cội Nam Bang bốn phương nào của kiếp gia nguyên nhung, nghe danh ta chạy chạy biệt tâm biệt ai. Thank you.
học đó đủ điều mẹ giỏi chưa? Dạ thưa mẹ nghe, học đó đủ điều chưa hả? Nhập công mẹ lên xuống tận độ con ngày hôm nay nghe. Mẹ như đàn ông thương mẹ la hò hết, mẹ to tròn nghiệp mẹ bự bao hàm cả các cung. Nhưng cơm trời mẹ thưởng phạt không sao, các con nấy mẹ từ lâu rồi phải ra tu rõ kiếp này để là Phật tiên nghe. Nam mô Di Đà Phật. Mẹ hết lòng các con thì các con ra tu hết lòng, mẹ không bỏ và phụ các con đâu. Đến dính có mẹ thân yêu mẹ, cầu chi mẹ tận độ lấy điều cầu tất hương nguyện tất linh với các con. Nguyện những con hầu cha mẹ
dân long đau cho tàu. Mẹ cầm long đau quay đi ra đây chơi, mẹ nguyên nhung má thanh mau xuống trần gian, quá kiên tha thật đồ hồng trần nghiệp quý trừ ma. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.